Đoán già đoán non kết phim về nhà đi con. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim của đạo diễn Danh Dũng được chọn mở màn khung giờ phim mới với thời lượng phát sóng chưa đầy 30 phút trên tập đã từng bị khán giả đòi tẩy chay vì quá thích. Lý do tuy có vẻ chéo ngoe nhưng đúng là phim hấp dẫn trong khi thời lượng phát quá ngắn, chưa kể quảng cáo lại nhiều nên khiến nhiều người xem cảm thấy vô cùng bực bội. Tuy nhiên, dần dần khán giả cũng chấp nhận với việc chờ từng tập và không còn trách cứ nhà đài. Cho tới thời điểm này, bộ phim vẫn đang đứng đầu về tỷ suất người xem và trở thành tác phẩm được bàn tán bình luận nhiều nhất trên cả truyền thông lẫn các diễn đàn mạng. Con số trung bình gần 50.000 người xem trên website của VTV đã phần nào cho thấy phim không chỉ phủ sóng màn ảnh nhỏ mà còn hấp dẫn cả người xem trực tuyến. Lấy cảm hứng từ một bộ phim hay, trong ngày ra mắt phim Về Nhà Đi Con, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thành Hải, giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, đơn vị sản xuất phim từng chia sẻ, các bậc phụ huynh khi xem phim này sẽ hiểu được suy nghĩ của con mình như thế nào trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Còn giới trẻ thì sẽ hiểu hơn tấm lòng bao dung và tình yêu thương bao la của những người làm cha làm mẹ. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều, ngay tựa đề phim cũng đã nói lên điều đó. Phim được làm lại từ bộ phim truyền hình cũng do VFC sản xuất và phát sóng cách đây 6 năm với tên gọi Khi Người Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc. Khi Người Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc vượt qua rất nhiều bộ phim khác, được xem là điểm nhấn sáng của phim truyền hình Việt nửa cuối năm 2013. Từ vai diễn ông bố trong bộ phim mà nghệ sĩ ưu tú Công Lý được mọi người nhìn nhận, đóng vai bi hài rất đạt và cũng từ đó các đạo diễn luôn tin tưởng mời anh vào dạng vai này. Lúc quyết định làm lại Khi Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thành Hải đã giao cho một ekip sản xuất hoàn toàn khác. Kịch bản Về Nhà Đi Con vì thế được viết lại và chỉ lấy cảm hứng từ Khi Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc. Như lời biên kịch Nguyễn Thu Thủy thì cùng khai thác đề tài gà trống nuôi con, song Về Nhà Đi Con tiếp cận đề tài với tinh thần hiện đại hơn. Ngay như lý lịch và những vấn đề mà các nhân vật phải đối diện trong Về Nhà Đi Con cũng được thay đổi khiến cho cấu trúc và mạch phát triển của câu chuyện hoàn toàn độc lập và khác biệt. Câu chuyện trong Về Nhà Đi Con xoay quanh gia đình ông Sơn với ba cô con gái Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương. Vợ mất sớm, ông Sơn một mình vò võ nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Ở ông Sơn, ẩn sau nỗi đau của một người chồng mất vợ, sự hy sinh của một người bố đơn nuôi con còn là nỗi day dứt dằn vặt khôn nguôi đã gián tiếp để người bạn đời của mình qua đời chỉ vì muốn sinh thêm con trai. Bất hạnh thay, người vợ của ông hạ sinh đứa con thứ ba lại là con gái và bà cũng đã qua đời ngay sau khi cô bé chào đời. Với gương mặt khắc khổ và chịu nặng ưu tư, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đã có sự lột xác đầy ngoạn mục sau vai diễn lương bổng trong Người Phán Xử. Những thước phim rất đời về đề tài gà trống nuôi con. Khai thác đề tài gà trống nuôi con, những thước phim Về Nhà Đi Con được cho là đánh trúng địa hạt, đề tài rất đời nhưng còn bỏ ngỏ trên phim ảnh. Trên thực tế nhiều năm gần đây, đề tài gia đình luôn có sức hấp dẫn người xem và dễ tạo nên cơn địa chấn trên sóng truyền hình. Như trước kia theo tìm hiểu được biết, dù đều được xem là hiện tượng phim truyền hình trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, thậm chí còn có rating cao hơn cả Người Phán Xử. Chính bởi thế nên khi lý giải về cơn sốt của Về Nhà Đi Con, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh chia sẻ thêm. Anh nghĩ phim hot vì khai thác đề tài gia đình, nên khi xem, ai cũng sẽ thấy bóng dáng của mình đâu đó. Đặc biệt, phim lại nhắc đến chuyện ông bố đơn thân, gà trống một mình nuôi ba cô con gái với ba cá tính hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh cho rằng, lời thoại và tình huống được xây dựng trong phim rất đời, mang hơi thở của nhịp sống đương đại và gần gũi với khán giả hiện nay. Như chi tiết người bố thể hiện sự bất lực đau xót khi cầm chổi đánh cô con gái út, rồi khựng lại đầy đau đớn khi nghe đứa con trách móc rằng lẽ ra mình không nên sinh ra trên cuộc đời này để rồi vì thế mà mẹ vĩnh viễn ra đi. Rất nhiều những chi tiết đắt như vậy trong phim khiến nhiều người xem bật khóc vì xúc động. Để rồi, trải qua không biết bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, người bố ấy lại tiếp tục dõi theo cuộc sống của các con, vui buồn với sự lựa chọn của mỗi cô con gái, nuốt nước mắt vào trong để luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón các con trở về bất cứ khi nào các con cần.
Những câu thoại của người bố như chạm vào trái tim của hàng triệu người xem. Những người làm cha, làm mẹ và cả những đứa con. Hạnh phúc của con còn quan trọng hơn nỗi buồn của người khác. Đến một lúc nào đó đủ trưởng thành, con sẽ hiểu thứ đắng cay nhất, thứ khó nhọc nhất chính là lòng vị tha. Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm, nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Ở nhân vật ông bố mà nghệ sĩ ưu tú Trung Anh hóa thân, người ta cảm nhận được đầy đủ cung bậc và sắc thái tình cảm dành cho mỗi con người. Nếu như với cô con gái lớn là sự tin yêu xen lẫn xót xa, vì thế con quá hiền lành, cam chịu và luôn nhận mọi thiệt thòi về mình, thì với cô con gái thứ hai, một cô gái thông minh lanh lợi nhưng có phần thực tế và thực dụng, thì tình yêu mà ông bố này dành cho lại tràn ngập sự gần gũi, âu yếm bao bọc nhưng cũng không kém phần lo âu. Còn đối với cô con gái út Ánh Dương, đứa con cá tính vẫn bị cho là ngỗ ngược khó bảo nhất trong số ba chị em, thì tình cảm của người cha ấy lại có cả sự dây dứt, bất lực xen lẫn tình yêu thương mà ông luôn ngần ngại thể hiện với con. Chọn chúng diễn viên đủ độ chín. Thời điểm khi đàn ông và vợ bật khóc ra mắt, dàn diễn viên chính ngoài nghệ sĩ ưu tú Công Lý là nghệ sĩ nổi tiếng và quen thuộc, thì đa phần các diễn viên còn lại đều là gương mặt mới. Thành công của bộ phim này sau khi lên sóng cũng đã giúp không ít những cái tên mới được nhiều người biết đến, trong đó có Trang Cherry. Tuy nhiên ở Về Nhà Đi Con, ekip sản xuất đã có lợi thế hơn rất nhiều bởi các diễn viên tham gia đóng trong phim đều là những gương mặt đang hot trên màn ảnh nhỏ như nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh. Kể cả Quốc Trường dù lần đầu tiên ra Bắc đóng phim, nhưng trước đó anh đã là cái tên ăn khách và bảo chứng cho thành công của rất nhiều bộ phim truyền hình trong Nam. Nhìn vào danh sách các diễn viên có thể dễ dàng nhận ra, họ đều vừa có những vai diễn rất ấn tượng trong phim truyền hình phát sóng gần đây như Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây là một sự lựa chọn khôn ngoan và có tính toán từ VFC. Bởi lẽ đứng từ góc độ khán giả, mọi người đều tò mò muốn biết dàn diễn viên đang hot này sẽ có vai diễn tiếp theo như thế nào, khác trước ra sao, liệu có tiếp tục tỏa sáng hay sẽ rơi vào diễn xuất một màu. Còn đứng ở góc độ làm nghề, rõ ràng việc lựa chọn các gương mặt được cho là đang trên đà nổi tiếng và ở độ chín về nghề chắc chắn sẽ đem lại những đúc quay an toàn, nhất là khi nó là những vai diễn nội tâm cần lột tả chiều sâu cảm xúc. Cho tới thời điểm này, Về Nhà Đi Con đang đi dần đến những tập cuối cùng và khán giả vẫn đang tiếp tục đoán già đoán non về cái kết của phim. Chính điều này cũng tạo ra những cuộc tranh luận bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Phim tính đến nay đã chính thức quay xong và đóng máy, bản thân các thành viên trong ekip cũng đã được yêu cầu giữ bí mật đến phút chót, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tình huống nào liên quan đến cái kết phim. Tuy nhiên, nhà biên kịch Nguyễn Thu Thủy cho biết, chị đã phải viết đi viết lại kịch bản của tập cuối nhiều lần, vì mỗi lần nghĩ ra một cái gì đó tốt hơn, chị lại quyết định bổ sung hoặc thay đổi. Cũng theo nữ biên kịch này, nhiều khán giả sợ kết phim sẽ kiểu đầu voi đuôi chuột. Nhưng chị cho rằng, nỗi sợ đó suy cho cùng, khởi nguồn từ tình cảm yêu mến dành cho bộ phim và hy vọng khi xem tập cuối mỗi người sẽ có được câu trả lời chính xác cho nỗi sợ đó. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.